Thank you.
our teachers and make sure we graduate good today and do. Make sure Sahan's okay all by herself. And make sure all my friends be okay. And make sure everybody, make sure Gex, my best friend, be okay. And most of all, for Jesus, our Savior and our Son. Amen. Yeah.
Yeah.
đến đây cũng như là cô giáo. Xin chào ông bà, cha mẹ của các cháu. Nếu không có sự hợp tác của ông bà và các phụ huynh thì môi trường này không có. Không ai đưa các cháu đến cho các sơ để các sơ dạy dỗ thì đó là một cái điều là rất là đáng buồn. Thì thành quả mà chúng ta nhìn thấy được ở đây, các cháu vừa mới nhảy múa những cái bài hát hoặc là những cái cầu nguyện đó, thì chúng ta thấy rằng là các sơ đã bắt đầu gieo vào lòng các cháu một cái niềm tin và một cái sự hăng say trong cuộc sống. Một điều nữa là sơ xin nhắn gửi phụ huynh cố gắng đem các cháu đến đúng giờ và đem các cháu về đúng giờ cho các sơ, tại vì các sơ cũng còn rất là nhiều thời gian của các sơ phải cầu nguyện, phải làm những việc khác. Và sơ xin mời những em ngày hôm nay ra trường ra đến đây cho bà kiểm tra. Rồi, các cháu đủ chưa? Các con đủ chưa? Bao nhiêu người? Bây giờ các em đếm từ đây. Nói nó xuống tên đi, tên cho bà biết con tên gì. Các sơ và cô hương đã tạo ra một môi trường học tập và những hoạt động vui chơi cho các em trong môi trường này. Các cháu không những được các sơ và cô dạy học về chữ nghĩa, nhưng các cháu còn được biết đến Chúa và yêu người, biết tập kinh và cầu nguyện. Ngoài ra, sơ và cô hương vừa dạy vừa chăm sóc cho các cháu, chia ăn ngủ, thay tã và quần áo và cho lo cho các bé nhỏ.
Mặc dù là rất vất vả, nhưng các sơ và một lần che chở dành cho các cháu, nhất là những lúc các cháu chuồn bước, thì bàn tay ấm của các sơ và cô Hương lại nâng đỡ các cháu rất là nhẹ nhàng. Khi các cháu bất lực thì giọng nói truyền cảm các sơ và cô Hương đem đến nhiệt lực cho các cháu. Cuối cùng tôi xin cảm ơn các sơ và cô Hương đã luôn quan tâm, động viên, cổ vũ, tận tâm và dạy dỗ cho các cháu. Xin Chúa và mẹ Maria xuống phước lành cho sơ và cô Hương nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của Chúa và con cảm ơn. Sơ mời đại diện của các cháu lên cảm ơn các sơ cũng như là quý phụ huynh. Sơ mời bạn Bèo Là và bạn Kiệt. Yeah.
đi ạ. Thank you.
Thank you.
mẹ đã hy sinh cho các cháu được đến trường, cũng như là làm tất cả vì các con của mình. Đó là nhạc phẩm Mẹ Yêu Ơi. Xin chúc nhau con một tràng vỗ tay được không ạ? Xin chào. Con tên gì? Con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
trường hôm nay. Bye.
Christmas. Rồi trong cái đám đông. Mời bạn ai đi đoàn? Hãy subscribe cho kênh Nha Trang Preschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp theo